chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ngày hôm nay bắt đầu diễn ra cái lễ hội carnival đây cũng là một cái sự kiện diễn ra theo kiểu hàng tháng mỗi tháng sẽ có một lần ở lễ hội carnival này các bạn cũng sẽ thấy rất là quen thuộc với những bạn mới chơi là nó cũng sẽ tương tự như kiểu của sinh nhật này hay là mùa hè này cũng là 5 ngày với cả những cái chuỗi hoạt động để các bạn lấy được thêm chỉ khác nhau là hình ảnh còn đâu thì bên trong mở những cái gói quà lễ hội này cũng sẽ nhận được ngẫu nhiên mảnh năng vàng đỏ hay là một số đồ linh tinh khác À, trong này thì lễ hội Carnival diễn ra trong vòng 7 ngày, 17 tiếng và đến ngày 4 thì gọi là có cái tiêu kim cương à, được hoàn lại một số ít kim cương đây. Cái này được mở ra thêm một ngày nhé, bởi vì nếu các bạn mà xem ở trong một số sự kiện đây thì nó sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày thôi để có thể phù hợp với những bạn nào mà à, có định lấy hai cộng ở trong cái ngày 31 tháng 8 ấy, thì đây là cái này nó sẽ kết thúc vào cái ngày 31 tháng 8 đấy thì khi các bạn lấy được S cộng thì các bạn cũng sẽ gỡ lại được một số ít kim cương ở đây nếu các bạn mà từ giờ cho đến đó chưa tiêu hết 15.000 kim cương à, số kim cương mà các bạn lấy ở trong này lại khi tiêu ấy mình tính ra hồi đó là khoảng tầm hơn 5.000 và lễ hội carnival này nó sẽ đi kèm thêm đó là quét ải thì lấy được những cái chữ và cái chữ này sẽ đổi được đồ thì thường thường là những bạn nào mà đã chơi lâu rồi ấy, thì những đồ này nó quá là quen thuộc rồi có những cái skin hay là nhân vật thì ra đi ra lại thì có thể lấy lại được Ờ à, với những bạn server mới thôi chứ còn server cũ thì đổi gần hết rồi chủ yếu là bây giờ là lấy gọi là lấy những cái dương thức tỉnh trang bị này trang sức này là chính kèm theo nữa là lấy kim cương bây giờ ấn vào đổi kim cương sẽ hiện ra số kim cương của mình ấy những cái đá bùa vàng hay là chip vàng mà đổi có mất có một chữ thôi thì cái đấy là những cái rất là có lợi dành cho những bạn ở server mới còn hôm nay thì trước khi đi đến với cả nội dung chính ở trong clip thì ngày hôm qua có một cái cốt mới đó là cốt bình chọn được thêm 1.000 kim cương nữa và tiếp nối cái câu chuyện ngày ngày hôm qua hôm qua thì mình đã nâng lại uh, Magena với cả Sonia để đi kẹp với cả cái team Mega Mewtwo X giác đấu Ở trong đó thì ba sắc đẹp với cả ba Pokemon giác đấu về Shiny Mega Gardevoir này mình vẫn hay yêu thích sử dụng hơn Mega TNC Bởi vì nó còn hỗ trợ dành cho những Pokemon sắc đẹp với bạn nữa Tăng cường thêm sát thương, giảm thương, máu Và ngoài ra thì những Pokemon sắc đẹp này khi bị đánh vào Thì cũng sẽ có tỷ lệ làm địch sẽ bị dính mê hoặc luôn Cho nên là Việc cho Shiny Mega Gardevoir này Có bạn thì bảo là cho Mega TNC Mỗi con đều, đều có một cái lợi thế riêng Và đi theo cái team tàng hình ngày hôm qua Thì mình cũng đã đạt được một số cái hiệu quả à, Cũng tốt mà cũng không tốt cho lắm Còn ngày hôm nay thì với việc đó là mình sẽ Nếu mà giả sử không sử dụng Shiny Mega Gade, Thì Mega mu chu X nó sẽ như thế nào? Nếu mà thiếu nó đi Nhận xét về Mega Garde này Sau khi mà các bạn sử dụng Với mình Thì đây là một S+, -cộng mà có dạng như là Nếu bạn có thể trang bị cho nó Những đồng đội tốt dành cho nó Thì cái khả năng sinh tồn của nó cũng rất là ổn Trừ phi là với Việc là bị Mega Mu chuỗi X bên kia lôi vào chạy đập Thì nó cũng sẽ có thể bị chết nhanh Nhưng mà nó đã hỗ trợ cực kỳ là tốt dành cho Mega Mu X là chính. Phải công nhận một điều như thế. Lúc này cho vào mục đích là chỉ để giúp cho Mega Mu nó sẽ nộ nhanh hơn so với cả Mega Mu bên kia. Thì như các bạn thấy là một bên mà không có và một bên có thì ngay ở lượt một thôi, hầu như là nhiều trận thì Mega Mu mình đã nộ được luôn rồi. Và nếu hên có thể lôi được những địch mà quan trọng, ví dụ như Mega Tiên Si chẳng hạn, ngay trong lượt một đập chết luôn. Thì hiệu đó cái tỷ lệ mình giành chiến thắng rất là cao. Còn đây là Mega Mojo X của mình. Nếu bây giờ mình lắp cái vòng cổ bí ẩn vào thì nó sẽ lên lực lực chiến 2 triệu. Nhìn nó sẽ rất là đẹp nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả lắm bằng cái kiếm VIP 15 này. Thì đây ở trong server của mình đây. Với chip có Mega Mô X đây. 1 triệu 7. Tuy nhiên là mình vẫn đang khó giành chiến thắng hơn. Tại vì bên kia có những đồng đội nó tốt hơn, mạnh hơn. Thì Mega Mojo X mình chỉ có hên xui là trong trận chiến. Nếu mình mà đập với cả team của chip này là chỉ cần đập chết được Mega Mujic bên kia ngay từ đầu thì cái tỷ lệ giành chiến thắng nó cũng sẽ có. Nhưng mà hên xui với một à, với 6 con thì tỷ lệ chỉ có 1 phần 6 thôi. Mà xui nhất là bên kia có ba con có khả năng đó là giúp đỡ được những cái quả ulti của Mega Mujic như là Shiny Mega Gade này xong rồi là Zamazenta, Miozi nữa. Nó rất là trâu. Cho nên là cái tỷ lệ giành chiến thắng bây giờ của những cái team dẫn đấu nó sẽ hên xui dựa theo là Mega Mujic nó sẽ lôi con nào và đập. Còn với Kenji thì cũng sẽ đỡ đỡ hơn bởi vì là không có Mega X thì hôm qua mình cũng có hai trận đỏ sức Kotaro này thì mình sẽ xem lại trước khi mình đổi không có Shiny Mega ở đây thì sẽ như thế nào và trận đấu bắt đầu tiếc là bây giờ có quá là nhiều Pokemon tốt ở trong team nhưng mà chỉ có được 6 con thôi và bên kia chơi đồ hình sắc đẹp này thì với việc đó mình đang tàng hình trước nó sẽ có một số cái ưu thế như thế kia là hành động Lôi kéo nhau đánh rất là nhiều này với Mega Mojo X này. Nhất là Shiny Mega Gade hành động xong. Nhưng mà Mega X thì đang bị dính cơm lặng. Bởi vì đánh vào một số Pokemon sắc đẹp thì bị mê hoặc đấy. Đây, đã được Ulti chưa? Đấy là một cái lợi thế. Ấy. Thì cần lôi đúng con quan trọng thôi. Thì là 25 triệu đập chết một con rồi. Nhưng mà cũng, đấy cũng là lúc mà Mega Mojo bên mình nó sẽ hiện hình trở lại. Và bên kia cũng sẽ gọi là bắt đầu được hành động. thì giả sử hên xui mà lại lao và đánh trúng một cái con nào đó mà không phải là xịn xịn ấy thì với việc hiện ra hình sớm như này xong thì bên mình giống như nhiều Pokemon cũng đang cảm thấy nguy hiểm hơn nói chung tất cả đồng, đồng đội bên này của mình chỉ để dồn vào Mega Mewtwo thôi nó là con quan trọng nó mà chết thì coi như là cũng team mình tỷ lệ bị thua cực kỳ cao Và lúc này bạn sẽ thấy gọi là tầm quan trọng của trong team khi có ra Magenta với cả Mew Orgin. Hai Pokemon đó nó sẽ giúp cho uh, bạn có thể trụ được 20 lượt thì bạn vẫn có thể có cơ hội giành chiến thắng. Đây, con quan trọng đây. Shiny Mega ba 39 triệu, thế là chết rồi. Và lại ulti tiếp. Mega này nhưng cú đập bây giờ khoảng mấy, mấy mấy hai ba mấy triệu thì kiểu gì cũng chết rồi thì chính vì như thế thôi mà có thể giành được trận chiến thắng tàng hình thì cũng có những cái rất là lợi ban đầu để đi trước Ulti được một phát giết được một con gồm shiny Mega Day là tử trận nhưng mà có shiny Mega D nó sẽ có uh, cái nội tại để giúp cho Zamagenta rất là nhiều Cho nên bây giờ đấu với cả team mà không có Mega Mutric cũng đỡ đỡ hơn Tại vì nhiều, nhiều Pokemon này thì Mega Motric có thể là đập được chết Mà không phải dây dưa đến tận 20 lượt Lúc này team bên kia mà không có Miojin Thì tỷ lệ thua nó đã cao hơn rất là nhiều rồi Bởi vì Miojin nó đã chặn nhận rất là nhiều đòn tấn công của Mega Mutric bên mình Chỉ được cái châu và nhây này Thế nên là với team giác đấu thì có team giác đấu để chống đối lại Mega Mocric nó rất, rất là mạnh đấy Nhưng mà có vài con thì có thể chịu được được Chứ nếu không cứ lao vào đấu trường Sura là Mega Mocric nó đập cho mấy quả 2838 triệu là chết ngay Với Shiny Mega đây này Khi các bạn sử dụng các bạn cũng cảm thấy rồi Đó là cái sát thương nó gây ra nó cũng không phải là quá cao Nhưng mà khi các bạn đi đi ở trong cái đấu trường Đi ở trong cái ải phiêu lưu ấy Thì mấy đòn này của nó ảo cực kỳ đam cũng to hơn nữa và đủ giúp cho các bạn đi ải rất là tốt. Còn khi chiến đấu với giữa hai người chơi với nhau thì cái sát thương gây ra của nó đánh bên kia nó kém hơn so với những Pokemon khác bạn đang có. Ấy. Và ngay cả khi lên 11 sao cũng vậy. Nó cũng chỉ hơn cái sát thương một chút thôi. Còn nếu mà chỉ sử dụng Shiny Mega d này thì mình thấy là lên được tầm 8 sao. Có cái kháng tử hỗ trợ đi kèm thế là được rồi. Còn nếu mà đầu tư lên được 9 sao ZMU3 để giúp cho Mega hay đồng đội hệ siêu giác đấu mà bạn nuôi tập trung thì sẽ được đánh thêm nhiều lần hơn. Cho nên là con này mình cũng không có xác định nó là lên 11 sao, để thế này là tạm ổn rồi. Còn nếu các bạn lên được 11 sao nữa thì nó còn hỗ trợ tốt hơn ở cái việc đó là thời gian trong thời gian nó ra đòn tuyệt kỹ thì đồng minh sẽ nhận được đòn tấn công đầu tiên hai một lần. Đòn tấn công hai tức nghĩa là trước khi địch hành động bạn sẽ đánh hai phát skill 1 lên địch đó thì nó sẽ càng giúp cho Mega nó được cái nộ tốt hơn. Với cả thêm nữa, có thêm Shiny Mega D thì giá bazetta của bạn lại càng trâu hơn. Cho nên là cái bộ bộ ba team giác đấu này là phối hợp hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ tốt để giúp cho Mega Moltres bên bạn thăng hoa tiêu diệt địch. Còn bây giờ, nếu giả sử không có Shiny Mega D, mình sẽ cho Mega TNC bằng hạng thì toàn là những Pokemon theo kiểu chiều hướng sắc đẹp. Thì nó sẽ ra sao? còn cả Myojin nữa bây giờ mình đi theo hướng 5 Pokemon sắc đẹp với cả Mega Mochuic không có nhiều Pokemon để bổ trợ và cuộc chiến bắt đầu bây giờ đi theo kiểu toàn sắc đẹp như thế này rồi mình cũng có thêm là bẫy trọng lực đặt lên địch luôn bây giờ dàn sắc đẹp đi theo nhưng mà không phải để bổ trợ Mega Mochuic nữa không có Jamagenta Unti để lôi kéo Mega lên sông lên hành động cũng không có nữa là Sunny Mega sông lên tấn công thế nên đến lúc này Mega nó chỉ đập một phát rất là bình thường như thế kia thôi Sơn thì ăn bẫy các kiểu đã bị mất một lượng máu rất là lớn rồi. Thì đây là phải đợi đến gọi là gần cuối lượt này Sau khi đồng đội bên mình hành động xong hết Hết tàng hình thì Mega Modric mới đập được một phát Thì gọi là, đây gọi là Unti muộn hơn so với mọi khi Thì đằng nào cũng là tàng hình Và cũng đập chết được một con đó là Magena rồi Lúc này là tìm sắc đẹp đi cùng với cả Mega Mojo đây. Nhưng mà không có ra Zenta, nguy hiểm lắm Tại vì có nhiều trận mà bạn không có ra Zenta ấy Bên địch mà chỉ cần giết được mega một chút thôi là cũng cảm thấy nguy hiểm rồi À quên nữa, lúc này mình đang cho vào cả mega tiên lẫn cả con Mewoizin Nhưng thực tế là hai Pokemon này của mình, mình chưa lắp độ lại đâu Cho nên là có lúc nó vẫn sẽ bị yếu còn thực sự bây giờ là bẫy đặt lên của machina lẫn quả của, của shiny Mega Gardevoir nó rất là ghê, Miozin đây vẫn là một Pokemon rất là lầy. Thì về team sắc đẹp này thì nó sẽ thiên về khống chế cực kỳ là nhiều. Nhưng Pokemon đi bổ trợ lẫn nhau thêm Zacian về sau nữa thì sẽ rất là tuyệt vời để cái team giác đấu được vươn lên. Mà đây, đây là cái lúc mà Shiny Megaltita làm cho Mega của mình rất là nản. Cũng đã phá được một cái rồi và bắt đầu là được 12 ấn, có thể ulti được thêm phát nữa không? Thì với việc lúc ấy đã lôi mất một con vào rồi Nếu mà lôi được con khác xịn hơn cơ Thì Mega Modric nó sẽ rất là tuyệt vời Để có thể là giúp cho team, mình giành chiến thắng Nhưng mà đến lúc này thì bên địch cũng bắt đầu là được hồi phục lại với kiểu tàng hình đây Nhưng Mega Modric thì có khả năng đánh đánh được con tàng hình Cho nên là cũng không sợ loại này lắm Nhưng mà các bạn sẽ thấy là đen hay là không thích với việc đó là Mega Mutrix nó cứ đập vào lại chúng một con, đó là con Mew Origin hay là bên kia chẳng hạn. Thì với tin sắc đẹp thì không có Jamenta rồi, thì con Mew Origin lại là con có 5 con mà cứ chỉ lao vào nó để đánh thôi. Cho nên lúc mà chơi Mega một các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là điên tiết Với cái vấn đề vừa rồi. Và đây nó lại ulti lại trong quả tường này. Thì nhiều lúc xui thật đấy bởi vì là nếu mà lôi được một số con khác không phải Mew Origin thì bây giờ team mình cũng có cơ hội cơ hội giành chiến thắng hơn rất là nhiều cho nên mình sẽ skip đoạn này thua nhây không được hai em nó đây Mega TNC đây đang không lắp nhiều cái chip gì đâu cả Mew Orgin nữa mình cũng đã vừa cởi bớt đồ của nó ra rồi để lắp đang lắp cho những Pokemon kia hầu hết là bây giờ đá bùa hay là chip chỉ để cho có 6 con quan trọng của mình thôi cho nên là cũng vừa rồi mình cho cứ lo cho vào test nhưng mà nó không đạt được hiệu quả tại vì là lực chiến nó đang kém còn bây giờ với việc đó là nếu mà không có Shiny Mega Gardevoir mà thay vào đó đó là Mega TNC Thì vẫn có cái phương pháp tàng hình nhưng mà nếu mà bạn mà không sử dụng Sonya thì vẫn sử dụng Mew nhưng mà rất là hên xui nhưng bạn không có cả Shiny Mega Gardevoir nữa Thì trong đó thì Mega TNC sẽ là một vị trí thay thế Gọi là để bổ trợ thêm về cái khoản tường kim cương với cả những cái phong ấn Lúc này thì có rất nhiều đồng đội để bổ trợ dành cho Mega Motrix như này rồi Thì mỗi lần bị dính mê hoặc này cũng cũng có một cái hay và cũng cái không hay Là Lúc này đang mê hoặc thì không ra được đòn tuyệt kỹ Và lúc đó thì nó tấn công bình thường Và tấn công bình thường này nó sẽ tích ấn lên một cách từ từ và dần dần Còn với Shiny Mega gade Nếu bạn mà có Shiny Mega GD bên cạnh Thì nó sẽ không bị dính hiệu ứng mê hoặc như thế kia đâu Và lúc này mình vẫn đang tàng hình đến tận lượt 2 rồi Tại vì do con Mega Modric nó vẫn chưa ulti được Và vẫn có cơ hội đấm tiếp Nhưng mà đấm tiếp mà cứ cứ bị câm lặng này thì chịu thua rồi Và cơ hội đã kết thúc Để không ra được ổn đòn tuyệt kỹ Đó là việc Mega Motrip bên mình đã bị dính mê hoặc tiếp Ác à. Đây, 12 ấn là tự động hóa giải để ulti rồi này. Sunia. Sunia chắc là chết rồi. May một đòn ulti kịp thời của Mega Tiên Si bên kia. Dình. Thế là đã bị phong ấn lại bằng một cái núi đá như này rồi. thì nó rất là hên xui vì vì mega Motric bên mình đã bị câm lặng quá nhiều và kèm theo nữa vừa rồi thì toàn bị shiny mega Tirata nó chặn lại mất hai quả ulti rất là phí và bây giờ chuẩn bị đến lúc mà mega Motric bên mình nó sẽ hết đi cái ấn đấy và phải tích lại từ đầu nữa cũng rất là gian nan là các bạn thấy là Mega chút lại bị câm lặng. Một ấn, bây giờ vẫn là một ấn. Lôi kéo đây này đánh bây giờ cuộc đấu đã trở về lúc bình thường rồi và mình lại bị thua cho nên là phải gây ra được áp lực ngay từ lúc đầu cơ ok mình chỉ test vui như thế thôi à, vẫn đập một người chơi mà quen thuộc ở trong cái server của mình cho nên là nó cũng sẽ dễ bị nhàm chán nhưng mà đấy gọi là một cách thử sức với việc có mega mojic bây giờ như các bạn thấy là cái tỷ à, cái thời kỳ của ss nào ấy thì cái tỷ lệ mà giành chiến thắng trước những cái team cũ nó cũng sẽ cao hơn mặc dù là mình đang bị thua hai triệu lực chiến còn với Mega Monchui này đây nên đi cùng với cả Ramazenta với Shiny Mega đây rồi ra mắt toàn để bổ trợ dành cho nó thì nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều mà mình đấy thôi cứ đi để cả cái hướng tìm sắc đẹp kết hợp với tàng hình này của Shiny Mega Gardevoir với cả Magena này là tạo ổn rồi ok hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp